Vâng, xin kính chào các bác đã quay lại với kênh YouTube Cửa Hàng Âm Thanh Số Lúc Đỏ. Thì ngày hôm nay tiếp tục lên sóng một cho các bác, đây là một bộ dàn dưới 10 triệu, dưới 10 triệu và rất là rẻ cho một bác khách. Và ngày mai em sẽ setup hai bộ dàn này đi cho hai bác khách luôn. Và bây giờ em sẽ test thử trước cho mọi người. Đây không phải là đôi loa hay là những bộ dàn mà em sẽ đi cho các bác, mà em sẽ test trước cho mọi người trước, bởi vì là bộ dàn này là nó em chưa vệ sinh cũng chưa phải là xét cho một ai cả. Đấy, thì bộ dàn này bao gồm là một đôi loa Ambot với giá là 3.300.000 đồng. Bộ dàn này em sẽ dùng con đấy ML600 của Daily, bởi vì là bác khách muốn nhu cầu là dùng con 600 chứ không dùng 400. Nếu 400 thì giá là 2.600.000, nhưng bác có dùng lên 600 là sau này bác có nâng cấp nó to hơn nữa thì bác không cần phải nâng cấp. Đấy, thì em sẽ dùng cho bác con ML600 thì giá nó sẽ là 3.300.000. Đấy, và một con vang M-Book thì giá 1.000.000 một con. Con vang này thì em lấy đại một con nào đó đây, con này đang dùng hết nút này. Đấy, không tính nhỉ. Nói chung là cái này không phải là hàng đi, mà em sẽ test cho mọi người cái chất âm của nó là chính thôi. Đấy, cùng với đó là một chiếc mic dây của BBS. Thì chiếc mic dây này các bác lại biết giá rồi, vài trăm ngàn đồng, rẻ không mà. Đấy, thì bộ dàn này tính là các bác tính sơ sơ nhá, 3.300.000, 3.200.000, còn cùng với là 3.300.000. Đấy, là thành 6.500.000, 6.500.000 là thành 7.500.000 bác, thế không tính mic dây. Đấy, nói chung là tầm khoảng độ 8 triệu là các bác sẽ có ngay bộ dàn này ngon lành rồi, hát ngon lành cực kỳ luôn. Và bây giờ em test thử cho mọi người nghe thử nhá. Hát lại bài này các bác nhá, bài cái đấy không thuộc lời. Đừng nói chi nữa, lời gian dối ngày nào. Thôi em ơi, tình đã chết thật rồi, còn đâu câu hứa chung đôi. Yêu thương xưa nay vụt bay nay nào, rồi lại những cây đắng lỡ bao đêm lạnh vắng. Sao bên nhau một hai đứa hai mình thì thôi yêu kéo làm chi. Thật lòng anh đã cố yêu kéo hạnh phúc, anh đã luôn mơ cho đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi là sao để anh buồn lòng, chỉ còn đớn đau người anh. Giờ hàng đêm bên nhau nhưng tim lại xa, hơi ấm cho nhau chỉ còn giữ ấm ngày cũ. Anh có quay đi để che dòng lệ, để mai được về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau đi. Nghe mùi quá không ăn được bác ạ. Một bay cho nhau lời thề ước năm đó, ngờ như sẽ chẳng rời mỗi hôn xưa đầy bóng hay chua cay, vì em đã cho trao ai. Sao hôm nay khi mình tay trong tay nhìn đồng ấm năm ấy bỗng phút trong buồn mất. Yêu thương nhau mà chu xót đến vậy, thì thôi em hãy về đi. Thật lòng anh đã có yêu kéo hạnh phúc, anh đã luôn mơ cho đời bình yên cùng em. Đâu biết tim em đã trôi lạc dần, để anh buồn lòng, chỉ còn đớn đau người ơi. Giờ hàng đêm bên nhau nhưng tim lại xa, hơi ấm cho nhau chỉ còn dư ấm ngày cũ. Anh có quay đi để che dòng lệ, để mai được về em sẽ tìm thấy yên vui. Thôi mình chia tay nhau đi, khóc làm gì, hạnh phúc đâu quay trở về.
em về đi. Đấy các anh nhá, thì em vừa test thực sự là không hát nổi đâu, nhưng mà nhiều khi là cũng nổi hứng lên là cố gắng cho các bác nghe thử thôi, chứ còn thực sự là hát không hát nổi, nghẹt mũi về thở vào miệng các bác ạ. Đấy, thế đây là một bộ dàn em nghĩ là chắc chắn là mọi người rất là hài lòng với những không gian vừa phải, tầm khoảng 20 mét vuông đổ lại thôi. Thế đây là một bộ dàn chắc chắn sẽ làm tất cả các bác hài lòng. Với những bác nào mà sử dụng nhà chung cư hoặc là những gia đình mà không có rộng đấy, thì chúng ta những bộ dàn này nó vừa phải, không cần phải thêm sấp gì cả, một bộ này là ok các bác nha. Đấy, thì với những bộ dàn mà giá tiền chỉ tầm khoảng 8 triệu không đến 8 triệu thì thực sự là nó quá ok luôn. Và những bác nào mà đang có nhu cầu liên hệ ngay cửa hàng Mạnh Âm Thanh Số Đục Đỏ để chúng ta sở hữu ngay bộ dàn này các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.